Xin chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người, một ngày mới gặp video Tục Lành nha. Thưa bà con, chủ phim dịch ngày hôm nay giả cà phê tại hai sàn cà phê London và New York City quay đầu giảm mạnh lại bà con nha. Bây giờ mình sẽ quay bằng giả cà phê thực tế tại hai sàn London và New York xem mình giảm bao nhiêu, và sau đó mình sẽ phạt bằng giả cà phê và giả tiêu tại địa phương ở tỉnh ngày hôm nay xem việc rồi ra sao cho bà con tham khảo nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo bằng giả nha. Thưa bà con, do đây là bằng giả cà phê sàn London, chủ phim dịch ngày hôm nay bằng giả mới đầu tuần ngày thứ ba. Tại sàn cà phê Ruta thì giảm khá mạnh bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm 2 tháng 5 thì giảm 89 đô xuống còn 2.041 USD tấn. Kỳ hàng nhóm 2 tháng 7 thì giảm 50 đô. Kỳ hàng nhóm 2 tháng 9 thì giảm 47 đô. Kỳ hàng nhóm 2 tháng 11 thì giảm 45 đô bà con nha. Thưa bà con, công kiều giảm tại sàn cà phê London thì chủ phiếu dịch ngày hôm nay ngày 3 đầu tuần tại sàn cà phê Africa giảm khá mạnh bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm 2 tháng 5 thì giảm 6.50 cent xuống còn 220.80 cent trên pound. Kỳ hàng nhóm 2 tháng 7 giảm 6.45 cent. Kỳ hàng nhóm 2 tháng 9 giảm 6.40 cent. Kỳ hàng nhóm 2 tháng 12 giảm 6.25 cent bà con nha. Vậy là chủ phiếu giao dịch ngày hôm nay cả hai sàn cà phê London và New York đều giảm. Bây giờ đại phao mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê và nhà tiêu tại cả địa phương ở tỉnh hôm nay sẽ thì rồi là sao nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bằng giả tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2022. Thưa tất cả bà con và mọi người, sau đây là bằng giả cà phê và nhà tiêu xã hôm nay ngày thứ ba tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk.